Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có chỉ đạo các đơn vị khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, tổ chức di dời sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo vệ các tuyến đê xung yếu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Tại Cần Thơ, trong lúc thi công cống thoát nước, hai công nhân ở thành phố Cần Thơ bị đất đá vùi lấp xuống hố. Một người may mắn thoát ra được và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người còn lại thì tử vong. Nguyên nhân là do mưa, thủy triều lên, đất trên thành hố đào mềm yếu đã xảy ra sạt lở trên miệng hố đào, khiến đất đá sạt xuống, vùi lấp công nhân đang ở dưới hố.